Khi bạn bấm vào trong cái video này, có thể bạn là fan của Razer, hay đơn giản trước đây bạn từng xài Razer nhưng mà nó làm cho bạn thất vọng, hay bạn chưa từng xài Razer bao giờ, chỉ vào đây coi dao heo cạo đầu hay chưa, phải không? Bất kể mục đích của bạn là gì á, thì hôm nay tôi vẫn chưa cạo đầu đâu. Video này tôi sẽ review cái chiếc loa mới nhất của Razer trong năm 2023, Razer Normal V2. Chúng ta sẽ có 3 cái phiên bản giá từ thấp tới cao, đó chính là Razer Normal V2X, Razer Normal V2 và Razer Normal V2 Pro. Giá của các sản phẩm này lần lượt là $149, $299 và $449 ngay trên web của Razer. Với đại lý phân phối tại Việt Nam thì giá của nó sẽ tầm là từ 3 triệu, 6 triệu và 10 triệu ha. Nghe cái giá này để tôi sang chấn ngang luôn. Bây giờ chúng ta phải đặt ra cái câu hỏi là tại sao chúng ta lại bỏ ra từng đó tiền để chúng ta mua một cái dàn loa 2.1 trong cái năm 2023 này. Ở bên trong cái chiếc hộp này thì chúng ta sẽ có một cặp loa trái phải và một cái sụp ha. Cái đập vào mắt mình đầu tiên đó chính là cái loa rất là nặng các bạn. Các bạn cầm lên nó rất là chắc chắn luôn. À, nếu như các bạn có những cái ấn tượng khá là xấu về Razer từ những cái năm 2012 cho tới năm 2020 á, trong khoảng thời gian đó, nó sẽ có một số cái trường hợp là cái build nó không có thực sự tốt, thời gian sử dụng nó sẽ bị bong chóc, nó bị lỗi, nó bị thừa chi tiết, vân vân và vân vân. Nhưng mà từ năm 2022 trở lại đây nè, tới tiếp nè, các bạn sẽ thấy là cái chất lượng của nó là tốt hơn rất là nhiều luôn á, nó tốt luôn hẳn luôn á. Tức là thậm chí những fan Razer mà đã bỏ Razer đó, thì cho tới những cái năm gần đây là các bạn họ mua về và họ thấy nó khác hẳn. Cũng giống như cái loa này các bạn, khi các bạn cầm nó trên tay các bạn sẽ thấy cái độ chắc chắn của nó, cái chất sơn của nó khác hẳn, khác hoàn toàn sơn nhựa của nó, và cái chất lượng build của nó tốt hơn rất là nhiều luôn. Về cái khả năng điều chỉnh hướng loa thì các bạn sẽ khá là bất ngờ đó, là cái loa này chúng ta sẽ không có điều chỉnh được bất cứ cái gì hết. Cái loa này thì nó chỉ nằm đúng có một vị trí mà Razer đã sắp đặt sẵn cho các bạn mà thôi. Và thực sự là cái việc các bạn cần làm đó là các bạn chỉ có việc là đặt nó lên trên bàn và xoay cái loa đó về hướng của các bạn mà thôi. Thực tế ra cái góc cố định này mình thấy là khi mình đưa nó vào trong góc máy đó, và mình đã thấy được là Razer họ đã cố định cái góc để mà khi các bạn đặt ở trên bàn đúng cái tầm ngồi của các bạn, tức là khi các bạn ngồi các bạn thấy thoải mái, tay các bạn để lên trên bàn thoải mái, các bạn gõ phím, thì cái hướng loa này nó đã gần như là nó hướng về hai cái lỗ tai của các bạn rồi. Tức là họ đã tính toán cái góc đó để nó hướng về tai của các bạn rồi. Nếu vậy thì đây có phải là cái cách mà để Razer giảm bớt cái thời gian chúng ta set up không? Tức là chúng ta không phải lăng tăng, chúng ta cứ đặt vào, chúng ta hướng cái loa đó về tai của chúng ta thôi. Không, mình không nghĩ vậy. Thực tế với mình là một người set up, các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều các cái thể loại set up khác nhau, mỗi người có một cái style khác nhau, và không thể nào mà chúng ta để cố định như vậy được. Nếu mà chúng ta để cố định như vậy á, thì chúng ta sẽ hạn chế rất là nhiều cái việc mà chúng ta có thể tùy biến để chúng ta set up cái góc máy của chúng ta. Với một số anh em á, họ không thể nào họ để cái loa ở phía dưới bàn được, họ phải để loa ở phía trên cao và chỉ nó xuống đó. Nếu như vậy là cái loa của Razer là thua. Như các bạn thấy hiện tại nè, là cái góc máy của mình đó các bạn, thì vật hai bên vẫn còn khoảng trống, cho nên mình có thể để cái loa nó như thế. Vậy các bạn thử tưởng tượng lên, nếu như có một ai đó làm một cái màn hình dài ở phía dưới góc nghiêng, thì hai cái loa này nó phải nằm chàng ở hai bên này. Hay là các bạn có một cái màn hình đó các bạn, nếu như cái màn hình nó không dài mà các bạn có một cái màn hình dọc, thì chắc chắn cái loa các bạn sẽ nằm chàng ở hai màn hình, hoặc là nằm phía sau cái màn hình. Nếu vậy thì nghe đâu có hay nữa, đúng không? Tức là chúng ta phải có thể điều chỉnh được thì nó mới hợp lý cho cái việc setup góc máy. Cái phiên bản mình có ở đây là cái phiên bản V2. Cái phiên bản V2 này á, thì nó sẽ có một cái sụp. Và cái sụp này là sụp dây nha, tức là chúng ta sẽ kết nối dây với nó. Còn nó, nếu như các bạn muốn không dây mà các bạn muốn cho nó gọn hơn nữa, các bạn có thể tới cái phiên bản V2 Pro. Và cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái sụp, là cái sụp đó là không dây luôn. Hiện tại đây có rất là nhiều bạn đã hướng tới cái việc là tối giản những cái dây nhợ trên bàn đi, và các bạn sử dụng những cái thiết bị không dây rất là nhiều. Và khi các bạn thêm một thiết bị không dây nữa, chắc chắn các bạn sẽ có cái vấn đề liên quan tới kết nối. Khi các bạn có quá nhiều các cái thiết bị kết nối không dây cùng lúc á, thì chắc chắn khả năng cao nó sẽ có trục trặc trong quá trình kết nối không dây đó. Và cái con sub không dây này cũng đã xảy ra tình trạng mất kết nối với một số những cái reviewer bên nước ngoài rồi. Mình thì chưa thử qua, nhưng mà với mình nha, thực ra với cái gì mà liên quan đến âm thanh á, thì mình vẫn muốn có dây hơn.
bởi vì nó đảm bảo không có độ trễ và mình muốn âm thanh nó ra sạch nhất có thể, kiểu kiểu vậy đó. Và nhắc tới cái phiên bản Pro thì khi mà chúng ta bỏ thêm một số tiền khá là cao để chúng ta sở hữu cái phiên bản Pro này thì chúng ta sẽ được thêm cái gì? Chúng ta sẽ có một cái súp không dây và chúng ta sẽ có thêm một cái núm vặn nữa để chúng ta có thể điều khiển cái loa này tăng giảm âm lượng, chuyển bài vân vân và vân vân. Nhưng mà thực tế nó không cần thiết. Đó chính là cái lý do mình lựa chọn cái phiên bản V2 này. Tại sao? Bởi vì bây giờ ai cũng xài bàn phím cơ có núm cả các bạn. Nếu như các bạn không có núm á thì chắc chắn là các bạn không phải bình thường. Không phải, nó nếu như các bạn không có núm á thì các bạn cũng sẽ có những cái phím tắt media đúng không? Hay là những bạn mà có sử dụng thêm Stream Deck hay tất cả những cái thiết bị ngoại vi khác, các bạn cũng đã có thể điều chỉnh được cái mức âm lượng. Đó, chúng ta có thể gán chức năng âm lượng vào và chúng ta có thể chuyển bài thoải mái luôn. Và chúng ta không có cần phải tốn thêm tiền để chúng ta lấy thêm một cái húp nữa. Các bạn biết là nếu chúng ta có một cái húp đèn nè, nếu cái đèn màn hình cũng có một cái nè, rồi những cái thiết bị khác các bạn có 2-3 cái như thế, có phải là rất là rườm rà trên bàn của các bạn không? Ở cái lần nâng cấp này chúng ta có một cái đèn RGB rất là to ở phía sau cái đáy của cái loa. Bự lắm, nhìn nó bự lắm, đó nó như mắt con cá người á, nhìn nó siêu bự luôn, siêu to. Cái đèn RGB này rất là mịn nha các bạn, đèn của Razer. Nói chung là Razer về LED RGB là khỏi bàn rồi. Ai mà thích LED RGB thì chỉ có Razer thôi. Và cái phần mềm Snap đó, chúng ta có thể mix tất cả những cái sản phẩm của chúng ta lại để chúng ta đồng nhất. Và chất âm của Razer, đây, cái này là mình nghĩ là sẽ có nhiều anh em đang thắc mắc và đang tò mò là nghĩ là mình có nên mua hay không, nghe cái chất âm của Razer đúng không ạ? Thì thực ra từ năm 2012 cho tới năm 2020 á, cái chất lượng của Razer là thực sự là, nếu như mà một số anh em nói luôn, nó dùng từ tệ cũng không sai. Lúc đó là mọi người mua những cái sản phẩm mà chúng ta không cảm thấy nó phù hợp với giá tiền của mình. Nhưng mà lúc mà năm 2022 á, lúc mà mình cầm trên tay được cái con Razer In-Ear này thì mình có một cái nhìn hoàn toàn khác so với những cái sản phẩm của Razer. Và lúc này từ cái sản phẩm này nha, sau đó mình mới bắt đầu mua những cái sản phẩm khác của Razer và mình test thì mình thấy cái chất lượng khác hoàn toàn. Với cái con Nomo V2 này thì các bạn sẽ thấy là cái chất âm của nó đã hay hơn rất là nhiều rồi. À, với những cái sản phẩm trước đây á, thì các bạn nghe á, thì âm trầm, âm bass của nó dày quá. Lúc đấy mình nghe những cái podcast hay là mình nghe người ta nói á, thì cái âm nó cứ ồm ồm, hay là mình nghe những cái nhạc nhẹ thì chép đồ đâu không thấy đâu hết trơn, giọng ca sĩ đồ đâu tôi không thấy hết, toàn nghe bass không à. Thì bây giờ chúng ta có thể điều chỉnh cái chuyện đó rất là dễ dàng rồi. Và cái loa của nó phù hợp cho cái việc các bạn nghe nhạc luôn. Cái này mình không nói deal đâu, thực sự các bạn đi ra ngoài các bạn nghe thử, cái loa này nó phù hợp để các bạn nghe nhạc luôn. Ngoài cái việc nó có thể nghe nhạc ra thì đừng quên rằng nó là một cái loa để chúng ta chơi game, nó là một cái gaming speaker ha, một cái loa để chúng ta để chơi game. Và chắc chắn nó sẽ hỗ trợ cho cái việc chúng ta chơi game, nó sẽ tùy biến từng cái game khác nhau cho nó phù hợp với lại cái âm thanh mà của các bạn đang muốn nghe đó. Các bạn cũng có thể dùng để coi phim luôn. À, nó có cái giả lập 7.1 nữa. Cái THX Spatial của nó nghe coi chừng bị nghiện, bởi vì cái âm thanh của nó nghe nó cái âm thanh 7.1 nó tái hiện rất là tốt ha. Dù chỉ là âm thanh giả lập thôi nhưng mà khi mà các bạn mở lên các bạn sẽ thấy là nó rất là ok. Some mixed thoughts of what I'd like to do to you. So I guess I can see how bad it rhymes playing you for a fool. So I pick up the phone, dial your number on the tone to set things straight. Khen thì cũng có khen, nhưng mà chê thì chắc chắn là vẫn có. Và điểm trừ nó chính là ở những cái điểm này. Cái thứ nhất đó chính là cái loa này, cái phần màn loa của nó nằm lộ thiên ra bên ngoài luôn các bạn. Ở cái việc mà nằm lộ thiên ra bên ngoài như thế này thì với những anh em nào mà có con nít hay trẻ em ở nhà á thì là tối hậu thư luôn á. Bởi vì nó có khả năng là nó chọt lũng hoặc là nó phá hay là nó đập gì đó chắc chắn rồi. Cái này là phải chê, bởi vì không có gì bảo vệ được thì chúng ta sẽ không yên tâm, mà không yên tâm thì chúng ta mất vui. Đó là cái chê thứ nhất. Cái chê thứ hai đó chính là như hồi đầu mình có nói đó, là nó không thể nào xoay được, nó không thể đưa lên đưa xuống được, nó không thể xoay được. Chúng ta phải cố định ở cái góc như thế, chắc chắn là nó sẽ hạn chế cái việc mà chúng ta muốn setup rồi. Nó hạn chế thêm một cái khả năng để chúng ta có thể setup được góc máy. Cái thứ ba, khi các bạn mở cái máy lên, cái loa nó không tự mở,
cái loa nó không thể tự bật theo cái máy. Các bạn phải dùng tay, các bạn bấm cái nút nguồn để các bạn bật lên. Một số bạn nói cái đó là bình thường mà, có gì đâu, tắt máy tiết kiệm điện không. Mình á là mình thích cái gì của mình mà bật lên nó đồng bộ hết, nó không cần phải nghĩ tới cái việc đó bật loa hay chưa. Có nhiều cái trường hợp mình đang edit video mình bấm play rồi nó chưa bật lên, phải thò tay mình bật. Cái cuối cùng đó chính là nó không hỗ trợ cổng 3.5mm. Ở đây là một cái sự thiếu sót cho một cái loa có thể nghe nhạc được như thế này. Biết là nó hỗ trợ để các bạn cắm máy tính, các bạn xài thôi. Nhưng mà với một số anh em vẫn có những cái thiết bị ngoại vi khác mà, chúng ta vẫn có những cái máy nghe nhạc khác đúng không? Chúng ta vẫn muốn nghe thì cái loa này có thể nghe nhạc hay mà. Bây giờ nó nghe nhạc hay mà lại không cho nghe nhạc bằng những thiết bị khác, thì mua về chỉ để cắm máy tính thì đúng là nó phải lăng tăng đúng không? Nó sẽ tạo cho con người ta thêm một sự lăng tăng nữa. Tới hiện tại là những gì mình nghe về Razer đó, tức là mọi người chỉ có than về cái việc là nó không có tối ưu tốt cái phần mềm của nó thôi. Nhưng mà cái khoảng thời gian đầu của cái loa này lúc mà nó ra mắt á, thì công nhận nó lỗi phần mềm thiệt. Mình có coi review rồi, mình có coi review nha, mới mua đó. Coi review xong mình thấy là nó lỗi tùm lum, thậm chí nó lỗi đèn, nó lỗi sys, nó lỗi tất cả những cái thứ mà liên quan tới nó. Nhưng mà lúc mà mình mua về để mình dùng á, thì những cái lỗi nó đã được fix hết rồi. Và cái những lỗi đó đã được fix hết rồi. Và các bạn yên tâm về cái chất lượng build của Razer bây giờ các bạn. Nó không còn bị bong tróc nữa, nó không còn bị những cái lỗi vặt vảnh nữa. Nó không còn cái cảm giác rẻ tiền nữa các bạn. Chắc chắn luôn, bây giờ nó là Razer. Và nó là một cái thứ gì đó, nó vẫn có, nó rất là đặc biệt trong mắt những người mà chúng ta thích thú những cái sản phẩm gaming gear. Vẫn là như thế thôi các bạn. Anh em nào mà là fan của Razer, các bạn lăn tăn là chúng ta có nên mua đồ của Razer không, thì đi ra ngoài cửa hàng thôi các bạn. Đơn giản mà. Ở ngoài người ta bán cho bạn một cái loa 6 triệu, chắc chắn người ta sẽ cho bạn thử cái loa 6 triệu nó ra làm sao, đúng không? Thì các bạn đi ra ngoài, các bạn cầm trên tay. Khi các bạn cầm trên tay, các bạn sẽ thấy là cái loa nó chắc khủng khiếp luôn, cầm nó chắc nụi à, rất là đã. Bản thân những người mà không biết gì về Razer đi, khi mà họ mình vừa khui cái hộp này ra để cho họ thấy cái loa thôi, họ cầm lên họ cảm nhận, họ thấy là khác hẳn luôn rồi. Đó các bạn, nó phải có một cái gì đó khác, đúng không ạ? Cứ bản thân mình trên tay đã, mình cảm nhận nó, mình nghe nhạc của nó bằng chính đôi tai của mình cầm và mình cảm nhận cái sức nặng của nó, cái chất lượng của nó trên chính đôi bàn tay của mình. Lúc đó hãy quay lại đây comment cho Giao Heo biết rằng ok, cái loa này có ok không? Hay là tôi coi cái loa này tôi chê, tôi không thấy đẹp, tôi không thấy hay. Thì cứ comment ở phía bên dưới phần bình luận, chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn về nó. Và mình là Giao Heo, mình có gì mình khoe đó.